Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cách làm món bánh khoai mì chiên cay nhé. Thì đây, khoai mì của mình đã rửa sạch rồi. Đây mình chuẩn bị 500g khoai mì nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi bào khoai mì. Rồi bây giờ mình sẽ bào khoai mì nha các bạn. Rồi đây, khoai mì mình đã bào xong rồi này các bạn. Bây giờ mình vắt khô nhé. Tại vì cái nước khoai mì này nó rất là đắng nên mình phải vắt khô nha các bạn. Mình vắt khô để không bị đắng, với lại mình chiên bánh á, bánh mình sẽ khô không bị ướt nha. Nếu các bạn có túi lọc dùng để lọc cốt dừa mình bỏ vào mình vắt cũng được nha. Rồi khoai mì mình đã vắt xong rồi nè các bạn. Còn cái nước mình vắt ra thì mình không đổ đi nhé. Mình sẽ để cho cái cặn nó lắng xuống, xong mình bỏ cái nước trong đi, rồi mình lấy cái cặn mình bỏ chung vào với cái khoai mì này nhé. Rồi đây, cái này mình đã bỏ nước trong rồi, bây giờ còn cái cặn này mình bỏ chung vào cái mì luôn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho gia vị vào nhé. Nên mình cho một ít ớt, ớt này ớt tươi, một ít ớt khô. Cái này là bánh chi mì chiên giòn cay thì phải có ớt nha các bạn. Một chút phô mai. Ở đây mình không có hành lá, mình dùng hẹ nha các bạn. Và một ít bột chiên giòn. Rồi mình trộn đều lên nhé. Rồi mình trộn tất cả gia vị lại với nhau rồi nè các bạn. Mình nếm thử thì mình thấy lạc á, thì mình thêm gia vị vào nha các bạn. Thêm một tí muối, đường và một ngọt. Tuy nhiên đường thì mình thêm ít thôi nha các bạn, tại vì mình thêm nhiều nó sẽ bị cháy. Mình cho vào một chút đường. Một chút. Thêm vào một tí muối.
Rồi mình tiếp tục trộn đều lên nha. Rồi bây giờ mình bật bếp lên cho chảo nóng rồi cho dầu vào chiên nha các bạn. Chảo của mình đã nóng rồi, mình cho dầu vào nha các bạn. Rồi mình thử dầu với xôi chưa nhé. Khi chiên mình vặn lửa nhỏ thôi nha các bạn. Các bạn có thể vo khoai mì thành hình tròn dài, hoặc là lấy cái muỗng á, mình dằn cho nó dính dính lại với nhau mình thả vô cũng được nhé. Rồi đây, bánh của mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Nhìn có hấp dẫn không nè? Bánh này mình ăn kèm với tương ớt nha các bạn. Bánh rất là giòn luôn, để mình lấy cho các bạn xem nè. Mình sẽ ăn thử nhé. Ngon lắm luôn các bạn. Bánh giòn mà thơm nữa. Mình chấm kèm với tương ớt ăn rất là ngon luôn.
Thật là dễ làm phải không các bạn? Các bạn có thể tự làm ở nhà để mình thưởng thức và gia đình mình cùng thưởng thức luôn nhé. Rồi video của mình tới đây thì kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì like và chia sẻ giúp mình, nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình nhé.